Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng The Anh LDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các sản IDO, các sản Roboty, các sản IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những dự án mới là mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Realms of Ethernity. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn đăng nhập tài khoản Twitter Google, chúng ta làm những vụ đầu tiên là những follow Twitter, là nút follow. Ở đây thì chúng ta phấn vào follow, sau đó chúng ta ấn vào nút Paris. Tiếp theo là nhiệm vụ tweet, một cái bài đăng ở trên Twitter, chúng ta ấn vào nút tweet này. Ta tweet, sau đó chúng ta nút Paris. Retweet tweet, chúng ta ấn vào nút retweet, sau đó thì chúng ta nút Paris. Tiếp theo chúng ta làm nhiệm vụ join kênh Telegram, chúng ta join kênh đầu tiên này này. Tiếp theo chúng ta soi tiếp vào kênh Trader. Visit website. Follow kênh Twitter của dự án của nguồn Arop. Join kênh Telegram. Đây mình đã join trước rồi nhé. Soi tiếp vào group Telegram của nguồn dự án. Visit website. Ok. Tiếp theo chúng ta điền địa chỉ ví Polygon Matic. Các bạn dùng ví ETH ở trên Trust Wallet hoặc MetaMask. Chúng ta copy vào địa chỉ ví ETH, xong quay trở lại còn paste vào. Tán vào Compon. Hoàn tất quy trình đăng ký nhé. Chúng ta có thể là các bạn không cần hoàn thành cái nhiệm vụ Compon cũng được. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Realms of Ethernity. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào các bạn, giờ tiếp theo.